Mày ngồi thì mày ngồi, uống gì? Đừng nhiêu chén, mang rượu ra đây. Mau lên mau lên. À có ngay, à, có ngay. Tất là hết nói, phước kiến nó nhiều núi quá đi. Người cũng chạy không nổi. Nè, để mang cho họ. Cô nương, qua đây. Tôi lấy bầu rượu này. Ê, cá này để tôi. Rượu và cá này của người khách chưa đặt trước. Ta muốn uống rượu, ai dám vượt có ta. Nè. Rượu gì kỳ vậy, khó uống quá đi. Ta đã nói rồi, rượu này không có phải để cho người uống mà. Mẹ kiếp, bộ muốn chết hay sao? Sư đệ à, cô nương này mặt xấu xí chút, nhưng mà thân hình có hấp dẫn lắm đó nha. Vậy sao, vậy cởi đồ của ta ra coi tử. Người dắt, buông ta ra. Anh này việc rất quan ngại, con gái của tôi còn nhỏ lắm, không có biết chuyện, xin tha thứ giùm. À, tôi đổi đi rượu khác giùm ông. Thì chết đi. Hai gã chó kìa, tìm tới Phước Châu này để kiếm chuyện à. Tiểu tử kìa, lão đây chỉ dẫn chơi với nhà người thôi, tưởng lão sợ nhà người à? Đấy tập kìa, nhà người ấy quỳ lại ta ba lại, kêu ta ba tiếng ông nội, ta sẽ thay cho nhà người. Dừng lại! Dương sư đệ, Dương có đền mạng, đứng im. Ta sẽ trở về để trả thù. Tiểu tử đầu à, không sao chứ? Không sao chứ? Không gì chứ? Rồi chứ? Hai người lúc nãy trêu chọc con gái của ta, thiếu tiểu đầu trượng nghĩa giúp đỡ, vô tình giết chết hắn mà thôi. Cái chuyện hôm nay kể như không có xảy ra. Biết không hả? Dạ biết. Đừng nói ai biết nha. Dạ biết. Trong vòng 10 ngày nếu tin tức thì không có lộ ra ngoài, ta sẽ cho ngươi thêm 50 lượng nữa cho nhà ngươi mua hôm. Nếu như nhà ngươi dám nói bậy, ta sẽ không tha ngươi đâu. Dạ không dám. Thứ từ đầu, chắc không có chuyện gì đâu. Chúng ta tìm cái chỗ kín đáo trong thi hài này. Được. Không sao chứ? Tôi không có sao. Lúc nãy không là cô sợ chứ? Cảm ơn người không nhớ hình khách cũ, ra tay giúp đỡ. Lộ kiếm bất bình, hành hiệp trượng nghĩa, đó là những điều mà tôi nên làm đó. Cô khỏi cần khách sáo như vậy. Lúc ban đầu, ta tưởng người là công tử nhà giàu, tính tình kiêu ngạo, vì vậy thái độ đối với người không tốt cho lắm. Đó là chuyện đã qua thôi. Tôi đã quên hết rồi. Mau về nhà đi, để người nhà khỏi trông đó. Đi đi. Vậy ngươi hãy cẩn thận nha. Mau về đi. Xảy ra chuyện gì? Tổng tới đầu Bạch Dương chết rồi. Thằng chết như thế nào? Tổng tới đầu, tôi đã khám tật kỹ rồi, hoàn toàn không có vết thương, hình như đã trúng độc qua đời. Bạch Dị hôm nay không phải theo cô ra ngoài sao? Đúng vậy, lúc trở về đây còn lành lặn lắm mà. Ta xong việc có chuyện rồi. Nguy rồi. Tổng tư đầu à, Thanh Ngũ cũng chết luôn nữa rồi. Sao rồi? Lão già, thi hại của Thạch Tiêu Đầu được phát hiện ở trong chuồng ngựa, trên mình không có vết thương nào hết, thất khổng cũng không xuất huyết, giống như trúng độc. Cái chết giống hệt như là của Bạch Tiêu Đầu vậy, tuyệt đối không phải trùng hợp. Không lẽ họ tới đây trả thù mình sao?
trả thù gì? Phải rồi, hồi sáng Bạch Nhị và Thạch Ngũ đều ra ngoài chung với con. Có phải đã xảy ra chuyện gì bên ngoài không? Đã xảy ra chuyện gì? Coi như Trịnh Tiêu Đầu cùng với những tiêu đầu khác đi săn, đi ngang một quán trà, ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhưng mà không ngờ sau đó tụi con đã chôn thi hài của nó. Xem ra đằng này chắc là gây họa rồi. Vậy hai người từ nơi khác tới, có nói họ thuộc nhóm nào hay là bang hội nào không? Không có. Thi hài chôn ở đâu? Hãy đưa cha đi. Dạ. Bình Chi, con chắc chắn người con giết họ Dương phải không? Đúng vậy, con nghe người khác gọi là Dương sư đệ đó. Lão già ông đã từng nói trưởng môn phái Thành Thành cũng họ Dương, không lẽ hắn là Dương hoàng chủ của phái Thành Thành, võ công tài giỏi. Nếu như đây là đệ tử của ông ta, như vậy chuyện sẽ phiền phức ghê lắm. Cha, ở đây nè. Ông đi đâu? Đã đào được thi hài lên rồi. Ê, cái gì? Quần áo mặc trên người của nó không giống như lúc nó chết vậy. Lật ngửa cái xác lên. Dạ. Hả? Hả? Tại sao lại tỉnh tiêu đầu? Tổng tiêu đầu, ông về rồi hả? Ừ. Hả? Tổng tiêu đầu. Chuyện gì? Lão già, ông coi họ đã làm những chuyện như vậy. Chuyện gì hết đổi, chuyện gì hiếp người quá đáng mà. Những anh cẩu tặc kia, tôi rút cha thì đi dẫn, lén lén lúc rút cha đến chỗ này làm ba cái chuyện tồi bại như vậy. Rời đi đi. Mở ra đi. Bình Chi, vào nhà rồi tính sau. Khi các người vừa ra ngoài, tôi phải mấy gia đình tới Lạc Dương kiếm cho tôi giúp đỡ. Nhưng mà thời gian chưa đầy nén hương, thi hại của hai đứa tụi nó đã bị người ta để bên ngoài cửa. Bọn người này thiệt là hiếp người quá đáng. Là hết nói nổi mà. Cha, đây là lỗi của con, đã gây họa lớn tới như vậy. Nhà hội Lâm chúng ta giết người thì giết chứ, mấy cái tên ăn hiếp đàn bà con gái, cho dù cha đây gặp phải, cha cũng phải giết chết nó nữa. Lão già, phước qua tiêu cục của chúng ta không phải dễ ăn hiếp. Chúng ta nhất định triệu tập mọi người tìm phái Thành Thành để mà cải lý. Mời luôn cả cha và đại ca tôi nữa. Đừng có nóng nảy. Dù sao đi nữa, phái Thành Thành trong chốn giang hồ là một danh môn chánh phái, tuyệt đối không bao giờ giết người bằng những thủ đoạn đê tiện như vậy. Có lẽ chuyện này vô can tới họ. Ông định nói mà giáo muốn ép chúng ta để lấy tịch bà kiếm phổ? Cái gì? Mà giáo à? Cái chuyện như thế nào vậy? Từ từ rồi tính sao. Chà, vậy bây giờ chúng ta làm thế nào đi? Không cần biết đối thủ là ai, tuyệt đối không để cho bọn chúng giết đệ tử của chúng ta và phá tiêu cục của chúng ta đâu. Thật ra họ muốn cái gì đây? Hả? Hả? Điều hiếp người quá đáng. Xuất môn thập bước giả tử. Hả? Hả? Chà, là ai giết vậy? Không lẽ không có ai thấy sao? Phải rồi, họ Lâm tôi bây giờ chán sống rồi đó. Ta muốn nhìn xem bước ra 10 bước chết như thế nào đây. Hả? Bảo vệ thằng tôi đâu? Dạ.
Hai người này chết thê thảm quá, đừng để họ dầm mưa nữa. Các người hãy khiêng thi hài vào trong đi. Dạ. Cũng tại con tất cả. Nếu như không có nóng giận nhất thời, lỡ tay giết người, liên lụy đến bao nhiêu người, họ chết vì con. Mình đi, sự việc đã như vậy, con được tự trách mình nữa. Trời ơi. Người nào làm thì người đó chịu. Các người có ngon thì hãy giết chết ta đi. Trời ơi, đâu vậy? Bình Nhi, mọi người yên tâm, ngày nào còn làm thứ nam này thì đó không để cho Tiêu Công Phước qua ngã gục đâu. Tổng Tiêu Đầu, chúng tôi không bỏ Tiêu Công Phước qua đâu. Phải, không bỏ Tiêu Công Phước qua đâu. Các vị huynh đệ, Lâm Tấn Nam tôi nếu như không rửa thù trả ơn cho các vị thề không làm người nữa. Nhưng mà đáng tiếc, các người qua đời nhanh quá, không có nói tên họ của kẻ thù. Tuy nhiên hãy an tâm, tôi nhất định sẽ đòi lại lẽ phải cho các người. Những tên cướp hạ tầm này, có giỏi thì quang minh chính đại ra đây sống chết với bọn ta. To đầu rút cổ như vậy đâu phải anh hùng hảo hán. Mẹ. Bình Chi, con không sao chứ? Con không có gì. Lúc nãy con còn tưởng, ủa, cha đâu? Ở trong nhà củi cả nửa ngày trời không biết làm gì. Cha có chuyện gì không? Không đâu, chúng ta đi coi thử. À, cha. Lão già, ông làm gì vậy? Trái tim của họ đều bị dở thành 700 miếng. Hả? Quả nhiên là thôi tâm chuyện của phái Thanh Thành. Lão già, bây giờ phải tính sao đây? Cái chuyện này là cho con gây ra. Ngày mai con sẽ đi thách đấu với họ, thề một tử chiến, cùng lắm một mạng đền một mạng. Vô dụng thôi. Người này một chưởng có thể đánh trái tim người ta dở dụng. Võ công của họ khẳng định cao hơn chúng ta. Nếu như hắn muốn giết chết chúng ta, đó là một cái chuyện rất dễ dàng. Không lẽ hắn có mục đích sao? Cái tình gian tặc đó chơi cái trò mèo bắt chuột như vậy, đợi cái lúc hắn chơi đã rồi mới chịu giết chết người. Thôi là khả ố mà. Không được, chúng ta không thể nào ngồi chờ chết. Cả ba chúng ta tha chết phá dòng dây, tới Dương Thành tìm cha của tôi, hy vọng có một đường sống. Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà chúng ta bỏ đi đâu đây? Những huynh đệ trong Tiêu Cực, nói đi, họ có chuyện gì không? Yên tâm đi, những người này không thù không oán với họ. Chúng ta đi rồi, họ lại an toàn hơn. Vậy thì đừng có chậm trễ, chúng ta đi ngay. Cha, mẹ, con chuẩn bị hết rồi.
Bình Chi, chúng ta đi chạy nạn, ngươi có mang nhiều đồ tới như vậy? Bình Chi, chỗ ngoài của con cái gì cũng có, chúng ta chỉ cần mang chút vàng bạc phòng thân là đủ, hành lý càng nhẹ càng tốt. Vậy con không lấy nữa. Các vị huynh đệ, hôm nay ta đây thiếu thời giờ, đành phải đi xứ ngoài lánh nạn. Ở chỗ này có chút vàng bạc, các vị mang chia nhau đi. Điều lâm mẫu tôi có thể làm được cho các vị chỉ có bấy nhiêu thôi. Tổng thư đầu, sau khi ông đi rồi, anh em chúng tôi tính sao đây? Yên tâm đi, kẻ thù muốn đối phó cả gia đình của ba người chúng tôi, tình chắc sau khi chúng tôi đi rồi, họ không khó dễ các người đâu. Đợi sự việc giải quyết xong, nếu như quý vị huynh đệ muốn theo lâm mẫu tôi, sẵn sàng quân hình các người. Tổng thư đầu, Triều Tam tôi tuy rằng võ công không giỏi, không phải là kẻ tham sống sợ chết đâu. Tôi tình nguyện hộ tống các người xuất thành. Cảm ơn nha, Triều lão đệ. Chúng tôi cũng để lão xuất thành. Các vị huynh đệ, lập tức nam tôi có thể quen biết các vị, không hổ kiếp sống này. Đại ơn đại đức của các vị, lâm mẫu mãi mãi không dám quên. Tổng thư đầu quá lời. Rồi, uống nước đi. Tới uống nước đi. Đi tới uống nước đi. Kêu quán kia kêu quán kêu uống nước đi. Vô đây đi. Vô đây ngồi đi em. Quán nước đi. Vô đi vô. Ngồi ở đây đợi đi ha. Ừ, đi ha. Đây đây. Tiểu nhị, tới đi. Ờ, tới ngay, tới ngay. Anh Khánh Hoàng, muốn ăn gì? Cho thịt bò giang tô và cá vàng nướng giòn nha. Thêm mấy món uống rượu nữa. Nhanh lên. Chỗ này của chúng tôi không có làm được món ăn ngon vậy đâu. Được rồi mà, cái gì cũng được. Nhanh lên nha. Ờ, tới ngay, tới ngay. Làm gì vậy? Bình Chi, chúng ta bây giờ đang chạy nạn. Ráng một chút, muốn ăn cái gì tới chỗ ông ngoại, ăn cái gì cũng có hết. Biết rõ rồi mẹ. Khoan đã. Uống được rồi đó. Chà, ở đây bình yên vô sự rồi, không thì chúng ta dứt bỏ mấy tên tội kia rồi. Lòng người giang hồ hiểm ác, chúng ta đừng có khinh thường. Cẩn thận có thể lấy thuyền ngàn năm. Kỳ lạ, tiểu nhị vào trong lâu quá sẽ không ra. Ủa, tại sao vậy? Đi, chỗ này không tiện ở lâu, đi mau đi. Tịch tà kiếm pháp có gì đâu mà đáng nói. Các người là đệ tử của phái Thanh Thành, tại sao dò quét chúng tôi tới như vậy? Còn trai người thì giết chết đệ tử quý nhất của sư phụ ta, món nợ đó tính sao đây? Đúng vậy, ta là kẻ giết người, cùng lắm ta thí mãn các người. Bình Nhi, tiểu tử kia, ngươi cũng có ngày hôm nay nữa, ta chỉ cần một biết tay đền mạng cho ta. Đi. Chạy đi đâu? Đi. Sư phụ đã bị bắt rồi. Vậy đến thị sư phụ trước rồi mới tính sao? Ừ.
Nhà ngươi cũng có ngày hôm nay. Hả? Là ngươi? Nếu ngươi chịu giao ra Tịch Tà Kiếm Phổ thì khỏi bị nổi ra ngoài da. Kiếm pháp của nhà họ Lập chúng ta xưa nay được tiêu thủ bằng miệng, hoàn toàn không có kiếm phổ gì cả. Đã thấy nhà ngươi không thấy quan tài không đổ lệ rồi. Dạ. Anh Nương Tử. Người là trưởng môn của một phái, tại sao lại xử sự thủ đoạn đê tiện như vậy, còn thua cả lão cầm thú nữa. Ngươi còn dám nói nữa hả? Được, để tôi chặt 10 ngón tay của phu nhân nhà ngươi xuống để cho chó ăn. Lão già, đừng bao giờ cúi đầu trước tên cẩu tặc này, cùng lắm là chết thôi. Có vội giết chết ta đi. Môn kiếm phổ nhà ngươi đừng có hòng. Ta biết các người không có sợ chết, nhưng mà các người có sợ không có con đưa đám cho các người hay không? Nhà ngươi muốn gì đây? Ta cho người nếm cái mùi đau khổ mất con để tranh ngươi thế nào. Thì mau đi, mau đi. Lấy ba cái này về bán, ngày mai trở lại. Đốt cái tiêu cục này đi, để ngày mất quá. Đốt là cái gì? Chúng ta biến cái này thành kỷ diện đi. Để cho tiêu cục này 300 năm mà cũng không thể nào ngóc đầu gì nổi đó. Càng sư huynh và dư sư đệ giờ vé còn nhiều hơn chúng ta nữa. Nè, lần này tấn công tiêu cục trước do sư phụ đích thân cầm đầu. Sự thật không ngờ võ công của cha con nhà họ Lâm nổi tiếng như vậy trong chốn giang hồ, nhưng thực tế không có ra gì cả. Ê, nói cái gì sư phụ phước quay quay tấn giang hồ, Tích Tà Kiếm Pháp nổi tiếng trong giang hồ, chắc không phải là dọa người ta đâu. Ngươi nghĩ có đúng không hả? Phương sư huynh cho biết anh ta sẽ áp giải hai vợ chồng Lâm Trấn Nam đi ngang qua chỗ này. Lúc đó tôi cũng muốn xem con người có tuyệt học ở trong tay như thế nào. Phải. Ai? Mèo.
Ôi, quá ra là con mèo à. Ê, dù sao cũng ngủ không được. Thôi thì chúng ta hãy đi chơi cho vui vẻ đi. Ê, nó đúng lắm đó nghe. Nè, anh phải mời tôi đó nha. Ê, không thành vấn đề. Thôi thì chúng ta hãy đi tìm Thu Hương và Tiểu Thúy đi. Được rồi, đi. Ê, làm gì, muốn làm gì đây? Đi mau đi. Tôi muốn vào trong băng đồ không được sao? Ăn cái thứ gì chứ? Cái thằng ăn mày kia. Nếu như không tiền, tao đập chết bây giờ đó. Ai là ăn mày chứ? Có tiền đây nè. Không có tiền hả? À, xin mời, Nè, chú Nhị. Dạ. Mang mấy món đồ ăn ngon ra đây cho ta nha. Dạ, có ngày, đợi chút. Tới ngày. Đại sư huynh kỳ thật đó. Chạy theo con chỉ đi đâu mất luôn hả? Không biết trốn đi đâu rồi. Ây, theo anh nghĩ là anh đã gặp Mỹ Hậu Nương, tự muốn làm Mỹ Hậu Dương đó mà. Làm Mỹ Hậu Dương tốt chứ sao? Nay mai sẽ trở thành minh chủ của núi Khỉ đó. Nè, bộ em sợ đại sư huynh không về sao? Tiểu sư muội à, đừng có nóng ruột. Đại sư huynh tới Hành Sơn để mình tìm chúng ta. Bây giờ tất cả mọi quán trọ đều là đầy hết rồi. Chúng ta tạm thời ở chỗ này để mà đợi đại sư huynh. Họp mặt anh ấy rồi, chúng ta sẽ tới lục phủ. Ây, lúc nãy em nghe người ta cho biết Dư Thương Hải, Dư Quang Chủ cũng tới luôn nữa. Ông ta cũng tới à? Không phải đã bắt vợ chồng Lâm Trấn Nam rồi hay sao? Không phải lấy bích tà kiếm thổ về rồi hay sao? Lần trước em và đại sư huynh tới phái Thanh Thành xin lỗi với Dư Thương Hải. Đệ tử của phái Thanh Thành đã luyện tịch tà kiếm pháp rồi. Phái Thanh Thành tại sao lại học tị tà kiếm pháp của Phước Vai Tiêu Cục vậy? À, làm sao các em phát hiện được vậy hả? Cái chuyện này phải bắt đầu từ lúc đại sư huynh đá La Nhâm Kiệt và Dư Nhân Hòa xuống dưới cầu thang. Đó là mũi bị người ta trêu chọc à? Huynh nhớ chết. Phải rồi, anh còn nhớ hả? Thơm quá à. Tiểu cô nương này đẹp thiệt ha. Ấy, đúng vậy. Hãy xem kìa, nước da trắng mà mịn màng nữa, dễ thương quá à. Anh nói đàng hoàng một chút nha. Có biết ta là con gái của Nhạc Bất Quần phái Hoa Sơn? Hơ, phái Hoa Sơn có cái gì tài giỏi chứ? Không bằng Cộng Long Chân phái Thanh Thành của chúng tôi nữa. Ờ, à, đúng à. Hai cái tên kia nói đã chưa rồi hả? Chưa có đã. Hãy kêu Nhạc Bất Quần của phái Hoa Sơn gả con gái cho chúng tôi đi. Tôi thì kể như bám lấy phái Thanh Thành của chúng tôi. À. Đây chính là cái chiêu trống mông lên trời bình ra lạc diệt của phái Thanh Thành của các người đó. Đáng trời đó, đại sư huynh, bọn chúng là một con gấu chó và một con heo rừng. Sau đó cha biết được rất là giận, nhưng mà đại sư huynh cương quyết không nhận tội. Đó là cái tính tình của đại sư huynh đó mà. Nhưng mà cha đâu có chịu, cha nhất định bắt đại sư huynh tới phái Thanh Thành để mà xin lỗi. Tôi nhớ rồi, cái lần đó đúng ra sư phụ đâu có cho em đi, nhưng mà cuối cùng sư mẫu đã tìm cách, bởi vì sư phụ sợ vợ mà. Không cho nói xấu cha em. Sau đó các người đã tới Tần Phong Quan, Dự Quân Chủ hình như cố tình không có gặp mặt các em. Còn đợi hết 6 ngày 6 đêm nữa. Theo em thì ông ta muốn thử lòng kiên nhẫn của chúng tôi. Chỉ cần chúng tôi cầm lòng không nổi, họ sẽ quy trách nhiệm hết trên đầu của đại sư huynh. Nhưng mà bởi vì chúng tại chỗ đó cho nên mới phát hiện bí mật của họ. Chuyện đó liên quan tới tịch tà kiếm pháp à? Ban đầu chúng tôi phát hiện họ tập vật võ công, ai cũng sử dụng kiếm hết, nhưng mà người nào người nấy đều sử dụng những lượng kiếm tương tự. Đại sư huynh lập tức lấy làm lạ, họ luyện kiếm pháp gì mà kỳ dữ vậy? Bọn họ luyện võ công gì kỳ vậy hả? Luyện ngày luyện đêm, không biết có phải muốn đối phó với Hoa Sơn chúng ta? Sau khi chúng tôi trở về thì đại sư huynh mới nghe cha nói biết được nguyên nhân họ luyện tịch tà kiếm pháp. Nguyên nhân gì vậy? Cha cho biết tiêu cục Phước Hoa mấy năm qua trở nên giàu có là bởi vì những người trong chốn giang hồ nể mặt thôi. Sau đó sư phụ của Dư Quang Chủ Trường Thanh Tử đã từng thua giúp tịch tà kiếm phổ của Lâm Diễn Đồ. Lâm Diễn Đồ có phải là cha của Lâm Chấn Nam hay không?
Không phải, ông nội của Lâm Trấn Nam đó, nghe nói là tiêu cục Phước Hoài đều dòng tay ông ta gây dựng. Ngày xưa thất thập nhị lộ tịch tà kiếm pháp của ông ấy đã từng vô địch thủ trong Hắc Bạch Nhị Đạo, Hoài Trấn Võ Lâm. Nha, còn nghe nói Trường Thanh Tử là một con người lòng dạ hẹp hòi, lại là người tự ái, trước khi chết còn dặn Dương Thư Hải nhất định phải trả thù cho ông ta. Cha còn cho biết tiêu cục Phước Hoài ở ngoài sáng phát thành thành trong bóng tối, chưa có trả tài Phước Hoài tiêu cục đã thua hết 7 phần rồi. Dư quan chủ dùng tịch tà kiếm pháp để làm gì đây? Ta nghĩ tịch tà kiếm pháp của nhà họ Lâm có lẽ có những chiêu rất là đặc biệt, có thể biến những chiêu thức tầm thường trở thành rất là có quyền lực. Hãy nghĩ xem, nếu đem áp dụng vào phái Thanh Thành thì kết quả thế nào hả? Như vậy có thể thương bá Võ Lâm. Đủ rồi, đủ rồi, chúng ta đừng có bàn tịch tà kiếm phổ gì nữa. Nè, các anh có biết Lưu Sư Thúc, Lưu Chánh Phong tại sao được kim bộ tẩy thủ? Em chỉ nghe nói mà thôi, cái đó có thật hay không cái đó không biết à. Tuy rằng gỡ bên ngoài cho rằng Lưu Sư Thúc là đệ nhị của phái Hằng Sơn, với 36 đường phong lạc kiếm của ông ta, võ công ông ấy đã hơn hẳn trưởng môn nhân Mạc tiên sinh rồi. Mạc đại tiên sinh nếu múa kiếm có thể đâm 3 con nhạn, như vậy Lưu Sư Thúc có thể đâm chết 5 con. Nghe nói Lưu Sư Thúc bởi vì sợ vài năm nữa mình đây sẽ nổi tiếng hơn Mạc đại tiên sinh, lại không muốn giành lấy hư danh cho nên mới kim bồ tẩy thủ đó. Vậy lần này đây Mạc tiên sinh có tới không? Đương nhiên là đâu có tới, hai này mọi giống như lửa với nước, vừa gặp mặt nhau không rút kiếm thì đấu võ. Nếu như Lưu Sư Thúc đã nhường một bước thì Mạc đại tiên sinh cũng cần phải thỏa mãn trong lòng rồi chứ. Hả? Nói vậy đó bà. Wow, người nào có võ công giỏi tới như vậy? Nếu như là huynh đó không lầm, người này chính là Tiêu Xuân Dạ Vũ, Mạc đại tiên sinh. Cái gì? Ông ta chính là Mạc đại tiên sinh hả? Tiêu Xuân Dạ Vũ, Thu Phong Sát Sát, Tử Nhân Độc Hành, Thiên Nhai Đoạn Trường Lộ. Cái gì? Đòi tiền chúng tôi à? Đại gia, bản đại gia uống rượu xưa nay không bao giờ trả tiền đâu. À dạ đại gia, coi chừng ta lấy bạn ở nhà ngươi bây giờ. Đi chỗ khác đi. Dạ dạ đi. Dạ đây. À, dạ được à. Phải cho tụi nó biết tay mới được. Ừ. Tịch tà kiếm phổ chỗ nào? Nó mau, nó mau đi, nó mau chỗ nào hả? Tịch tà kiếm phổ đâu? Nói đi, chỉ cần những người nói ra kiếm phổ chỗ nào sẽ được bình yên vô sự. Hi, cần gì kiếm phổ với không kiếm phổ, các người đừng có hỏi nữa, hỏi cũng vô ích thôi. Tới giờ này mà nhà ngươi không chịu nói hả? Để coi miệng nhà ngươi cứng chỗ nào. Lão già kia nghe cho kỹ, ta cho ngươi một ngày để nhà ngươi suy nghĩ. Nếu như ngày mai nhà ngươi không nói, ta sẽ cắt lỗ tai phu nhân nhà ngươi xuống. Ngày mốt nếu không nói, ta móc mắt của bà. Nếu như không nói, thôi tâm trưởng của phái Thanh Thành chúng ta chắc là nhà ngươi có thử qua rồi chứ. Đừng, đừng làm vậy. Nè, hình như chúng ta bây giờ phải hầu hạ Lâm tổng tư đầu và phu nhân của ông ta. Phải á, lâu quá không có mời họ ăn. Bây giờ cho nó ăn luôn đi, ha. Đúng rồi, được rồi, nè. Dạ, ăn đi, ăn đi, ha. Ăn đi, cho nó ăn đi. Đưa đi, ăn đi, ăn đi. Người biết tay đó, ăn đi, chết đi, ha. Còn nói không hả? Không chịu nói hả? Thôi hả, cho người biết tay rồi nha. Mình đây, đi. Rồi, tụi mình đây. Phụ nhân. Lão già. Cha, mẹ. Bình Nhi, con còn chịu nổi không? Dạ. Mẹ, con không có sao đâu. Bình Nhi, cẩn thận, Bình Nhi. Bình Nhi, để xem nhà ngươi chạy đi đâu. Bình Nhi, chạy mau.
Bình Nhi, chạy mau đi. Cha, mẹ. Bình Nhi, con chạy mau đi, họ không giết cha mẹ đâu. Chạy mau đi, chỉ cần một người sống là chúng ta sẽ có hy vọng. Chạy mau đi con. Để cho nó trốn thoát rồi. Mau giải hai tên kia về. Tiểu tử kia, làm thằng gù có gì đâu mà tốt chứ. Tại sao lại giả làm đồ tôn của thằng gù tao vậy? Giảng bối hồi lầm, không muốn biết người ta biết thân phận của mình, cho nên đã xúc phạm đến danh họ của Mộc Đại Hiệp. Không cố ý. Không đúng. Người muốn lấy tên của thằng gù ta để lừa gạt người khác. Như thường hải có thể dùng một đầu ngón tay để lấy mạng nhà người. Tiểu tử nhà người lại dám chọc giận hắn hả? Người to gan thật đó. Chỉ cần tôi còn một hơi thở thôi, ngày nào đó tôi chỉ giết tên ác tặc Dư Thường Hải. Dư Thường Hải có thâm thù đại hận gì với nhà người? Cha mẹ của Dạng Bối đã bị tên ác tặc kia bắt mất, còn mong tiền bối trường nghị giúp đỡ. Không 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 không, cái chuyện gì không có lợi, tên gù họ Mộc ta không bao giờ làm đâu. Cầu cứu cha mẹ nhà ngươi có lợi gì đây? Cha ngươi là ai? Cha cháu chính là... Thiệt là quá đáng. Ngươi thiệt nhìn thấy Nghi Lâm ở quận Nghi Diệm đã bị Điện Bá Hoàng bắt tới đó. Ê, sẽ có màn hấp dẫn để coi. Phải đợi ta đi, ta tới đó chậm đám. Nhột ngứa ngứa chắc là gần lành rồi. Không ngờ sư huynh lại lành mau như vậy. Linh dược của phái Hàng Sơn các người sử dụng lên mình của tôi thật sự lãng phí lắm. Lệnh hồi sư huynh vì cứu tôi cho nên đã bị thương. Đừng nói là ba cái thuốc này, cho dù... Ê, tôi sợ cô rồi đó nha. Tôi đã cứu cô lại cứu tôi. Hai chúng ta cỡ như quà với nhau. Từ nay đừng có nói ai nợ ai hết, có được hay không? Ừ. Hey, thôi như vậy đi, đi tìm sư phụ nha. Phải rồi, sư phụ không tìm ra tôi chắc là nóng ruột lắm. Chuyện gì? Không xong rồi. Cái loại thuốc mạch dược này một khi bộc phát thì phải mê man cả nửa ngày. Tôi đâu có thể để mặc kệ sư huynh ở đây. Không sợ định giật sư thái chửi cô hay sao? Sư phụ tôi khen huynh là anh hùng kiếm nghĩa dũng nhi, tôi nghĩ chắc sư phụ tôi không có trách đâu. Không cần khen tôi, định giật sư thái chỉ cần không chửi là tôi đầy cảm ơn trời đất rồi. Nè, nó cũng biết nha, lệnh hồ xung tôi bị người ta chửi không có sao, tôi chỉ sợ cái gã trời đánh Dư Thượng Hải không biết ra ngoài nói xấu phái Hàng Sơn như thế nào nữa. Cô nói đi, có phải không? Ai sư phụ phía trước có Miễu Quan kìa, tốt quá, chúng ta nghỉ ngơi đi nha. Được lắm, đi nghỉ đi. Thật là hồn ma đảng giảng. Ta đi đánh bài mua tài mua xỉu, tại sao không có hôm vậy? Lệnh Hồ Xung, chúng ta lại gặp mặt nữa rồi. Cô yêu nữ cái đâu? Dư quân chủ, hôm nay quả nhiên danh bất hư truyền, tháo sắc không ai bằng. Bây giờ mỹ nữ nào cũng không có hết đó. Lúc nãy không chịu nhìn cho kỹ, bây giờ muốn coi cũng không có mà coi nữa. Người chết rồi còn nói bậy đó bà. Lên! Ý lớn hiếp nhỏ, thật sự không biết xấu hổ. Người... quá ra đây nhà ngươi, tên gù họ Mộc đâu? Có phải là hắn sai người tới không? Dư Thượng Hải, người ác quán mà nhìn, ta muốn bầm thây của nhà ngươi ra làm ngang mảnh. Chứ nhà ngươi à? Quả nhiên nghĩ lớn phút nhỏ, không biết xấu hổ. Huynh đệ, cảm ơn đã ra tay giúp đỡ, nhưng mà ta đây cũng sắp chết rồi, khỏi cần hy sinh được sắp chết gì ta? Không, lúc trước ta nghe nói nhà ngươi đã dùng cái kiểu chống mông lên trời, binh xa lạc nhạn, đối phó tên ác tặc phá tâm thành này. Ta nghe nói cảm thấy khoái trong người đó. Bây giờ phải đổi lại chống mông lên trời, binh xa lạc nhạn, ý lớn hiếp nhỏ, phải vậy hay không? Ta ý lớn hiếp nhỏ ta làm sao? Nếu như ta giết tất cả hai người, đâu người nào biết ta đã làm chứ?
tử, ta đâu có kêu những người đợi ta trở về, tại sao tự mình bỏ đi, chút nữa mất luôn cả cái mạng. Tên ngu kia, ngươi ba lần bốn lượt đứng phía sau lưng tiểu tử này kiếm chuyện với ta, có phải muốn đấu đợi cho phá thành thành của ta hay không? Ai không biết phá thành thành có thù phải trả. Tiểu tử này tự nhiên là cháu ta, nhưng mà tên gì ta không có biết. Nó họ Lâm, ta họ Mộc, không có quan hệ gì hết. Được, nếu mà nói vậy, tiểu tử này là kẻ mượn danh lường gạt, ta không cần để tới nhà ngươi nữa. Đúng ra ta nghĩ rằng làm bia đỡ đạn giúp cho hắn sẽ có lợi gì đó, nhưng trước mắt nhìn vào, đây là một việc làm ăn lỗ lạ. Được rồi, người muốn chém muốn giết tùy ý nhà ngươi, ta kể như không nhìn thấy gì hết. Tiểu tử, nhà ngươi thuộc môn phái nào? Ngươi làm cho ta tan nát cửa nhà, còn dám hỏi ta nữa à? Ta hoàn toàn không biết ngươi. Nếu như nhà ngươi muốn tính lên đầu lên cổ của ta, ta cũng đành chịu mà thôi. Tiêu cục phước hoài, còn nhớ không, ta là Lâm Bình Chi. Thì ra nhà ngươi là Lâm Bình Chi à? Ngươi đã giết con trai của ta. Đúng vậy, con trai nhà ngươi trêu chọc gái nhà lành, chính ta đã giết hắn. Nhưng nhà ngươi đã làm cho ta nhà mất người ta, giam cầm cha mẹ của ta, cha mẹ ta bây giờ ở đâu? Ngươi muốn biết phải không? Bảo huynh, ngươi không phải nói tiểu tử này không dính líu với nhà ngươi sao? Ta đã quên mất một điều, tiểu tử này đã cúi đầu lại ta, kêu ta là ông nội. Nếu như ông nội không bảo vệ được cho con cháu, vậy thì từ nay gọi ta là ông nội nữa. Nhưng nó đã giết con trai của ta, muốn giết con không thể nào không trả được. Được, ta sẽ trả thù cho nhà ngươi. 1, 2, 3 chúng ta cùng kéo một lượt, kéo ra làm hai như thế nào? 1, 2, 3. Chạy theo. Lĩnh hồ sư huynh, lĩnh hồ sư huynh, lĩnh hồ sư huynh à, sư huynh đang ở đâu vậy? Lĩnh hồ sư huynh à, lĩnh hồ sư huynh, lĩnh hồ sư huynh, làm sao vậy nè? Lĩnh hồ sư huynh à, lĩnh hồ sư huynh, hãy tỉnh lại đi. Lĩnh hồ sư huynh à, hãy tỉnh lại đi mà, tỉnh lại đi lĩnh hồ sư huynh. Nhà ngươi không những không có gù mà còn đẹp trai nữa. Lão Phụng đây nhận ngươi làm đệ tử của đội không? Nhận ngươi thật sự là người của Tiêu Cục Phước Hoài ở Phước Châu à? Ta nghe nói các người cũng có quyền bí kiếp đó. Võ công của ta nhà ngươi đã thấy rồi. Nếu như nhà ngươi lại ta làm thầy, sau này nếu như đánh bại Du Thượng Hải không có gì khó cả. Sao hả? Người chê lão gù ta võ công không cao lắm, không xứng đáng làm sư phụ nhà ngươi à? Hả? Sao? Võ công của lão gù ta có thể làm sư phụ nhà ngươi được chưa? Tiền bối đừng nóng giận. Võ công của tiền bối, ngay cái gì Thượng Hải phải nể mặt nữa. Không lẽ ngươi còn giận cái chuyện đêm qua ta dở như ngươi sao? Là bởi vì thích nhà ngươi cho nên mới làm như vậy. Nếu bằng không, bây giờ nhà ngươi đã rơi vào trong tay của Du Thượng Hải rồi. Tiền bối chưa nhận giảng bối làm đệ tử, giảng bối thật sự muốn như vậy. Nhưng mà cha mẹ của giảng bối còn rơi vào tay của Phá Thanh Thành, sống chết không rõ. Giảng bối khấn xin tiền bối đi cứu họ. Nhà ngươi định mặc cả với ta đó hả? Giảng bối không dám. Du Thượng Hải. Tiểu tử, ngươi cũng chưa cúi đầu lại thầy mà đã chạy rồi sao? Nè, đừng suy nghĩ đó, cúi đầu đi, lại thầy đi. Thôi thì hãy đi cứu cha mẹ tôi trước đi. Thánh thịnh họ xong rồi, tôi cho bái ông làm thầy đó. Nhưng giờ này khi tôi cúi đầu, thật sự không được đâu. Không được phải không? Ta muốn xin những người được hay là không? Nói tôi nói luôn, nhưng quay tịch tạc kiếm phổ mà thôi. Nếu như người không nghe nói, ta là mình chia tôi cuộc phước hoài, cái đâu chịu để ta giúp sức chứ. Được vậy thì sao? Ta nhất định muốn nhà ngươi bái ta làm thầy. Không lại. Nếu không lại thì nhà ngươi trở thành tàn phế. Không lại đâu.
Nhà của anh cũng phải qua sơn tới rồi à? Mộc huynh, mấy năm không gặp vẫn còn mạnh khỏe là điều đáng mừng. À, đừng nói như vậy, nhà của anh đây càng sống khỏe hơn đó. Mộc huynh, thiếu niên này là một hiếu tử, lại có hiệp khí, chẳng trách vì Mộc huynh thích hắn. Nhưng cảnh ngộ của nó ngày hôm nay, thêm về cái chuyện đã cứu con gái tôi ngày xưa ở tại Phước Châu, cho nên tiểu đệ không thể chấp tay đứng nhìn. Cầu mong Mộc huynh nể tình của tiểu đệ nương tay giùm cho. Vì võ công của tên tiểu tử này đây có thể cứu nhà người ha? Ta nghĩ cái lời nói đó chắc phải nói ngược lại quá. Lên Thiên Kim đã để ý người con trai này phải không? Mộc huynh, ông nhất định nhận hắn là đệ tử à? Tôi hãy để cho hắn bẩm báo với cha mẹ hắn trước đi, lúc đó cũng không muộn. Lúc nãy ta đây nhất thời nổi hứng thôi, bây giờ nó còn lại ta 10.000 lai đi nữa, ta cũng không nhận. Thật không ngờ phái Hoa Sơn nổi tiếng như vậy cũng có hứng thú với tịch tà kim pháp nữa ha. Ông nói cái gì? Ta đây chỉ nói chơi thôi, đừng có ngại nha. Thôi ta đi. Trong võ lâm có võ công giống như hắn cũng là điều hiếm có rồi, nhưng mà lại tự cầm xa đọa. Xin sư phụ nhận con làm đệ tử. Đệ tử nguyện tôn phủ môn quy, không dám cãi lời của sư phụ. Ta nhận nhà ngươi làm đệ tử, ta sẽ bị tên gù lân kia nói xấu đằng sau, nói ta giành giật đệ tử với hắn. Không, cái gã đó không thể lấy nhân tố làm đệ tử. Nè, muốn ta nhận nhà ngươi cũng không có, nhưng mà còn chưa có bẩm lại cha mẹ người, không biết họ có đồng ý hay không. Cha mẹ của tôi đã bị tên ác tặc phá thành bắt giam rồi, còn mong tiền bối ra tay giúp đỡ. Hoàn cảnh của người rất nguy hiểm, hãy ở bên cạnh của ta đi, đợi tìm được cha mẹ trước rồi tính sau. Ý của tiền bối, đa tạ tiền bối. Hai người này là đệ tử của ta, Linh Sang là con gái út, chắc là các người đã gặp mặt rồi. Dạ, gặp mặt rồi. Cha, định vật sư thái cho biết để gặp đại sư huynh, chúng ta đi tìm ảnh đi. Tiểu sư muội đừng có lo, đại sư huynh đã tự mình coi bói, anh ta sẽ sống tới 80 tuổi không có sao đâu. Đại sư huynh mà các người nói, có phải Linh Hồ Sung, Linh Hồ Đại Ca không? Người đã gặp ảnh. Đã gặp anh ấy với Miếu Quan tại thành Nam Dư. Thương Hải cho biết hắn đi chung với yêu nữ ma giáo. Nè, đừng có nói xấu đại sư huynh nha. Phải trời, ảnh không bao giờ đi chung với người của ma giáo đâu. Chúng ta tôi nghe nói gì mà. Thiệt là hết nói nổi. Chúng ta đi. Cha ạ, cha. Sư phụ, chúng ta không đi tìm đại sư huynh hả? Bây giờ nó bị trọng thương, sẵn có nguy hiểm đó. Cha. Sư phụ, nghe nói là sư huynh xuất hiện ở trong kỷ viện không có được vui rồi. Đúng như vậy, người còn nói ảnh đi chung với người của ma giáo nữa. Muốn lấy lòng sư phụ cũng đâu có cần hãm hại đến đại sư huynh. Tôi không phải có ý đó đâu. Người thấy ghét quá à. Tiểu sư muội, ăn cơm đi. Không ăn, không ăn. Không ăn làm sao được chứ, sư phụ mà biết được sẽ không vui đâu. Ông không đi tìm đại sư huynh với em mới không vui đó. Ê, Bình Chi. Sư huynh. Ê, Bình Chi, đừng có gọi, chưa có chính thức bái sư mà. Nè, tôi hỏi nha, có phải anh muốn trở thành đệ tử của phái Hoa Sơn không? Nếu nhà tiền bối chịu nhận tôi làm đệ tử, tôi đi cảm kích vô cùng đó. Cơ hội tốt rồi đó. Thôi anh hãy biểu hiện cho người ta thấy đi. Nè, sư phụ nghe lời của tiểu muội nhất, chỉ cần lấy lòng của tiểu sư muội, như vậy tiểu sư muội sẽ nói tốt dùm cho nhà ngươi ở trước mặt của sư phụ, như vậy chuyện gì cũng xong hết. Thật à? Nè, ngươi vô đây làm cái gì? Sư tỷ. Ai là sư tỷ của ngươi? Mang cơm tới sư tỷ. Biết rồi hả? Đã nói không ăn mà, mang đi đi. Sư tỷ ăn đi, nếu mà không sư phụ trách tội tôi gánh vác không nổi đâu. Đừng có mặt mày lì lợm nha. Cha có đòi những người làm đệ tử hồi nào? Nếu còn phải người nói bậy bạ thì ta đã tìm được đại sư huynh rồi. Xin lỗi, không ngờ lời của tôi gây ra sự hiểu lầm lớn tới như vậy. Sư tỷ. Đừng gọi ta là sư tỷ, ta không có muốn đâu. Người biết lỗi của mình như vậy là được rồi. Nghe mà ra ngoài đi. Tôi ra ngoài. Cơm này sư tỷ phải ăn đó, đừng để đói bụng nha. Ra ngoài đi, ta không cần ngươi quan tâm. Có người quan tâm còn không chịu sao? Đâu giống như tôi vậy, vì một tịch tà kiếm phổ vô duyên gì đó tiêu cục quỷ quỷ, bây giờ cha mẹ không có rõ tông tích, tụi này không khác có người lo cho tôi. Vậy còn cô, đối xử quan tâm với người khác hoàn toàn không liếm tiếc, thật sự có phước mà không biết mình có phước mà. Người nói đã rồi chưa? Ra
ngoài, ra ngoài cho ta đi, ra ngoài, đừng có làm phiền nữa. Lúc này có phải tôi đầy quá đáng? Chắc là không được. Lâm Bình Chi, lúc nãy ta hơi bực trong người. Để tôi xuống bếp xem có gì ăn được không? Không cần. Ta muốn hỏi, có phải ngài thật sự đã gặp đại sư huynh? Đưa ta đi gặp ảnh đi có được không? Không có sự đồng ý của cha cô, không được đâu. Lúc nãy ngài gọi ta là sư tỷ phải không? Ừ. Vậy thì sư đệ có cần nghe lời của sư tỷ không? Nhưng mà... Đừng có nhân mạ nữa, nếu không ta kêu cha ta không nhận ngươi. Nhưng mà cha của cô có dặn kêu tôi đừng đi xa ông ta. Đi theo bên mình của ta cũng đâu có xa một bước. Hả? Vậy chứ có đi hay là không đi? Vào đêm hôm qua ta gặp Định Hồ Đại Ca trong miếu quan này đây. Đại sư huynh. Định Hồ Đại Ca. Đại sư huynh. Định Hồ Đại Ca. Đại ca. Đại sư huynh. Định Hồ Đại Ca. Đại sư huynh không có ở đây. Biết đâu chừng anh ta đã về rồi. Nhưng người nói là anh ta ở đây mà. Thật là anh ta tức chết đi. Bây giờ chúng ta về đi. Muốn về nhà ngươi cứ về một mình. Ta muốn tìm đại sư huynh. Không cần kiếm nữa. Dư Thượng Hải. Sao chúng ta có duyên với nhau đấy nhờ ha? Ngươi muốn làm gì? Hãy trao cho mẹ ta ra. Nếu như không cho thì làm sao hả? Cha có ta dự trường nhận mình chi làm đệ tử. Nếu như không trao cha mẹ của hắn ra, kể như là chống đối với phái Hoa Sơn của chúng tôi. Ngày hôm nay ta không những không trao ra, mà ta đưa hắn về nữa. Bình Chi, ngươi đã làm gì? Ngươi điên rồi, hắn mới là kẻ thù của ngươi đó. Ngươi không phải chết. Nhà Quỳnh, thật sự muốn ra giùm được cái gã tiểu tử không liên can này hay sao? Chỉ cần đi ngược đạo nghĩa giang hồ, Hoa Sơn phái phải nhúng tay vào. Nếu như không trao nhà ngươi thì sao? Tại hạ sẽ mang tất cả những điều tốt đã làm ở tại Phúc Hoa Tiêu Cục trong đại hội kim bồn tẩy thủ của Lưu Sư Đệ truyền bổ ra hết. Ngươi... Người nó kiếm pháp của nhà Quỳnh rất là cao mình, đã luyện xong Tử Hà thần công, dư mổ ngày hôm nay vẫn thọ giáo vài chiêu. Được. Giỏi cho Tử Hà thần công. Nè, đừng chạy theo. Bình Chi đã bị trọng thương, cứu người trên hết. Không ngờ trong võ lâm lại có bại loại như vậy. Vì đạt được mục đích là bất chấp thủ đoạn, dùng kim độc điều khiển tâm trí con người. Một khi mất lý tính, đừng có nói là bạn bè, lục thân cũng không nhận. Lúc nãy ngươi xem ta giống như cái tên mũi trâu kia muốn giết ta đó. Xin lỗi. Người phải nói xin lỗi là ta mới đúng.
Nếu như ta không kéo người đi gặp đại sư huynh thì người đâu có bị thương như vậy. Không, bởi vì đại vũ công không bằng người ta cho nên liên lụy sư tỷ. Tiền bối đừng trách cô ta nha. Ừ, người biết ăn nói thật đó. Tuy nhiên đừng có gọi ta bằng tiền bối nữa, cha của ta đã nhận người làm đệ tử rồi. Thật à? Lúc nãy vô thương hải dồn dập người, nếu như ta không làm như vậy hắn không bao giờ dễ dàng bỏ qua đâu. Đệ tử Huệ Bình Chi, hãy trở về Hoa Sơn rồi mới bái sư đi. Đa tạ sư phụ. Mừng cho cha mới nhận thêm một đệ tử. Tuy nhiên hắn phải gọi con là sư tỷ hay là sư muội đây? Các sư huynh của con ai cũng vào môn phái trễ hơn con, gọi con là tiểu sư muội. Xem ra con lúc nào cũng làm tiểu sư muội hết đó. Không được, bắt đầu ngày hôm nay con làm sư tỷ. Cho dù cha từ nay có nhận 100 hay là 200 đệ tử, họ đều gọi con là sư tỷ. Hơn nữa còn gọi là đại sư tỷ. Đại sư tỷ? Hắn tự nguyện gọi đó nhờ, chứ con không có bắt buộc đâu. Mới vừa vào trong môn phái của cha, con đã dùng hai cái chữ bắt buộc rồi. Mình chỉ còn tưởng rằng môn phái của cha ai nấy cũng đều giống như con vậy, kỵ lớn hiếp bé, như vậy sẽ làm cho nó giật mình. Dạ. Vậy thì sư phụ, về việc cứu cha mẹ của đệ tử thì sao? Ta muốn trong đại hội kim bồn tể thủ, đợi chủ môn nhân ngũ đại kiếm phái có mặt đầy đủ mới nói rõ lên tội lỗi của Dư Thường Hải, ta sẽ mời họ chủ trì công lý cho ngươi. Tới lúc đó hắn không trao cha mẹ của tiểu sư đệ ra cũng không được. Nhưng mà sư phụ, cha mẹ của con ở bên mình của Dư Thường Hải thêm một ngày sẽ có phải nguy hiểm đó. Dư Thường Hải chỉ có mục đích muốn lấy kiếm phổ của nhà họ làm các người, ta nghĩ tạm thời không có điều gì bất lợi với họ đâu. Nhưng mà rủi ro hắn không thể giữ kim bồn tể thủ và cất giấu cha mẹ của con. Bình Chi, sư phụ sẽ cùng nhà ngươi lên núi Thanh Thành cứu lại cha mẹ con. Đa tạ sư phụ. Ông phu nhân, ta nghĩ các người giống như là heo vậy, chết không chịu trao kiếm phổ à? Đừng có nói là không có kiếm phổ, cho dù có đi nữa không có nói cho bọn gian tặc các người biết đâu. Con, đồ ngu, đà tạ đại hiệp có ơn cứu mạng. Có phải nhà ngươi hận phái Thanh Thành? Tù đầy muốn mang cái gã họ Dư bầm thay ra trăm mảnh. Ta có thể giúp các người tiêu diệt phái Thanh Thành, giết Dư Thường Hải. Chỉ cần các người nói thật cho ta biết tịch tà kiếm phổ bây giờ ở chỗ nào. Tịch tà kiếm phổ của nhà họ Lâm chúng tôi xưa nay đều tùy thủ bằng miệng, không có kiếm phổ gì cả. Dư Thường Hải kia đã hành bất nghĩa, sau này chắc không được chết tốt. Đại hiệp khỏi cần phải trả thù cho chúng tôi. Vậy các người không chịu nói à? Đại hiệp, vợ chồng chúng tôi từ lúc bị bắt về Thanh Thành ngày nào cũng bị tra tấn, cho dù có bất công đi nữa tôi cũng chỉ có nói một câu thôi, tôi chưa có thấy kiếm phổ gì cả. Vậy các người có biết cái này không hả? Cái gì vậy? Ngọc phiếu của Bình Nhi. Yên tâm, bây giờ nó ở một chỗ rất là an toàn. Đại hiệp, vợ chồng chúng tôi sống nay chết mai, mong đại hiệp có thể gọi con trai của chúng tôi tới đây để cho vợ chồng chúng tôi gặp mặt lần cuối. Lâm tổng tiêu đầu, người chết rồi thì nhà họ Lâm các người chỉ còn có một mình Lâm Bình Thi là truyền nhân. Nếu như ngày cả nó cũng chết luôn nữa, đây là kiếm phổ trên đời này, ăn thua gì đây? Ông muốn cái gì? Bình Nhi nó phải yên tâm, đương nhiên là Bình yêu vô sự rồi. Nhưng mà được, muốn biết kiếm phổ ở chỗ nào tôi nói cho biết. Vậy nó mau đi. Các hạ tới gần đây, tịch tả kiếm phổ ở đây nè. Hả, nhà cư? Lập trận nào.
Nói mau, tịch tà kiếm phổ ở chỗ nào? Người đã uống hoàng hồn đơn của ta, chết cũng phải nói cho ta biết nữa. Được, Lâm Chấn Nam, nếu người không nói, ta giết chết con trai của người là Lâm Bình Chi đó. Đồng phương giáo chủ mời một tiền bối về chưa tới nơi có chuyện muốn bàn. Hả? Bình Chi? Tiền bối. Tiền bối, tiền bối, cháu là Lệnh Hồ Xuân nè. Gặp con trai của tiền bối là Lâm Bình Chi, đại tử của cháu. Bình Chi, tiền bối đừng có nói nữa. Đi, bây giờ cháu đưa tiền bối đi gặp con trai của tiền bối là Bình Chi. Tôi nghĩ tôi sống không nổi nữa đâu. Hãy nói cho con trai của tôi biết, Phước Châu ở tại căn nhà cổ ở đường Hương Dương, ở chỗ đó là căn nhà tổ của nhà họ Lâm chúng tôi kêu nó bảo quản thật kỹ. Đó là do tổ tiên nhà họ Lâm đã để lại, tất cả con cháu chúng tôi đều không được gỡ ra, bằng không sẽ hậu quả vô cùng. Kêu nó phải nhớ kỹ, nhớ kỹ nha, nhớ cho kỹ đó, nhớ kỹ. Tiền bối yên tâm, lời nói này đây nhất định sẽ truyền đạt. Cảm ơn. Còn nữa, kêu nó đừng có quên thâm thù của cha mẹ nó. Tiền bối, tiền bối à, cho nó biết người giết chết chúng tôi chính là Phái Tinh Thần phải không? Không, là Mặt Công Phong. Giết chết chúng tôi chính là Phái Tinh Thần phải không? Không, là Mặt Công Phong. Là tiền bối, tiền bối. Tiền bối, cháu biết rõ đại hạn của tiền bối tới rồi, bất đắc dĩ mới nhờ cháu nhắn lại. Còn nói là hậu quả vô cùng, đừng có gỡ độc. Tiền bối xem nè, Lệnh Hồ Xuân tôi là người như thế nào chứ? Để ý tới tịch tà kiếm phổ của các người hay sao? Đông Nhi. Hả? Sư phụ. Sư phụ. Ngươi, sư phụ, không phải là con, chính là Mặt Cao Phong đó. Chính mắt người nhìn thấy hắn giết người. Lúc nãy cô đã thấy Mặt Cao Phong ép buộc họ nói ra tâm tích của tịch tà kiếm phổ. Sư phụ à, con còn tưởng là trại bắt danh đà kia có gì giỏi chứ, nghe còn nhắc tới Đông Phương Bất Bại lập tức sợ té đái trong quần luôn. Quảng Đường, tại sao lại dính líu tới Ma Giáo? Sư phụ, lúc nãy trong lúc nóng ruột bắt nó dĩ mà thôi. Con nhà ngươi hành động không có biết tính toán, làm sao mà làm gương cho các sư đệ? Dạ sư phụ. Bình Chi, chúng ta sư phụ hứa tới Phái Tinh Thần để cứu cha mẹ của con. Đáng tiếc, khi tiểu có được sự giúp đỡ của sư phụ, ta chẳng nhớ kỹ trong lòng. Cái chuyện này có thể nói bởi vì sư tỷ mới gây ra. Sau này trả thù, người làm sư tỷ này không bao giờ chấp tay đứng nhìn đâu. Thật ra cái chuyện này có thể nói như Trương Hải dòm ngó kiếm pháp cho chuyện của nhà họ Lâm, cho nên sẽ ra chuyện vậy, vô căn cái tỷ sư muội mà. Với những cầu thủ giống như Dư Thương Hải và Trại Bắc Danh Đà, cũng để ý tới kiếm phổ của gia đình con nữa. Kiếm phổ, thất thập nhị lộ kiếm pháp của nhà họ Lâm chúng tôi, xưa nay vì do cha của tôi tìm nguyện cho mọi người, không có kiếm phổ gì cả. Cha mẹ của huynh đi gần cũng phải tinh thành viên hình tra tấn, một cao phong chỉ muốn trao hỏi kiếm phổ ở đâu. Đang là độc thủ đối với hai lão báo. Đại sư huynh, không phải có lời muốn nói với tiểu sư đệ hay sao chứ? Lâm sư đệ,
Lệnh Tôn trước khi qua đời kêu huynh nói cho đệ biết ở hẻm Hữu Dương tại Phước Châu. Ê, đó là di ngôn của Lệnh Tôn Bình Chi, nói riêng cho nó được rồi. Ừ. Lâm sư đệ, từ nay nếu như có gì nhờ đại sư huynh giúp đỡ, cứ việc nói ra, đừng có sáo nha. Cảm ơn. Đệ đã mang di thể của cha mẹ đệ hỏa táng rồi. Hy vọng ngày nào đó có thể mang tro cốt về Phước Châu. Hey. Nè, nhớ chúng ta lần đầu tiên gặp nhau như thế nào hay không? Đương nhiên là nhớ rồi, đá banh đó. Lúc đó sư huynh đá ăn em, hình như em đây không có được vui đó nha. Lúc đó em nghĩ rằng là mình tài giỏi, cao cao tài thượng, hoàn toàn không biết rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân là gì cả. Mới vừa bắt đầu thôi đã có chút hiểu lầm đối với đệ rồi, sau đó đệ ra tay cứu giúp, tới giờ này lại trở thành tiểu sư đệ của tôi nữa. Nói đi, có phải là chuyện đời khó đoán trước lắm hay không? Ngày xưa cha mẹ vẫn còn mạnh giỏi, nhưng mà ngày nay âm dương cách biệt. Anh em, Lâm sư đệ à, lúc đó ở tại Miễu Quang, nếu không phải là em đây lớn tiếng hô to một tiếng, y lớn hiếp nhỏ, không biết xấu hổ, thì cái mạng của đại sư ca chắc là mất từ lâu rồi, có biết hay không hả? Có phải không? Tuy rằng lúc đó chúng ta không quen biết, nhưng mà em nghe nói anh đã thí mạng cứu sư muội của phái Hàng Sơn. Em đây đã kính phục tấm lòng hiệp nghĩa và tài nhanh trí của sư huynh rồi. Và nữa nha, đại sư huynh chữa thanh thành tứ tú, thanh thanh thành tứ thú, độ tú khí thành giả thú, và còn chọc bọn chúng là chổng mông lên trời, tiểu bình xa lạc đi gì đó. Để nghe nói cảm thấy khỏe trong người đó. Đã thật nha, nói cho sư đệ biết nha, đừng có bắt chước đại sư huynh á. Con người của đại sư huynh làm việc xưa nay ngông cuồng, không bao giờ nghĩ tới hậu quả. Nếu như sư phụ có trách ta, ta nói cho đệ biết, tới lúc đó đừng có trách sư huynh đó nha. Sư huynh đừng nói chơi nữa, chứ võ công này của đệ không bằng một phần giảng của đại sư huynh nữa. Đừng bao giờ nói như vậy chứ. Nói cho đệ biết, cái mạng nhỏ của đại sư huynh là do đệ đã cứu lại đó. Dầu sao đi nữa, tới qua sơn này, sư huynh đây nhất định phải dạy võ công cho đệ thật tử tế mới được. Đa tạ đại sư huynh. Không lẽ đại sư huynh đánh tiểu sư đệ sao? Đại sư huynh, ai vậy? Đừng chạy nha, có ăn trộm đó, có ăn trộm. Người đâu? Sư bụi. Đại sư huynh. Chuyện gì? Lúc nãy em vào trong phòng kiếm anh, thấy hai người áo đen ở trong kia. Nhưng mà hai người đó hình như là không có giống đồng bọn, còn đánh với nhau nữa. Giờ thấy em họ không có nói tiếng nào, đã bỏ chạy mất rồi. Chạy đi thì thôi. Hãy vào xem coi có mất gì hay không. Anh chỉ có mấy bộ đồ cũ, cái cũ không đi, cái mới không tới. Cũng may có lọ tro cốt của cha mẹ đệ chưa có đập bể. Bình Chi, có mất mát gì không hả? Chỉ mất đi một miếng ngọc phối mà thôi. Có phải miếng ngọc phối của mẹ ngươi cho ngươi không? Đúng vậy. Tuy rằng không xứng đáng gì cả, nhưng đệ đây rất là thích, lúc nào cũng mang ở bên người. Nhưng mà bây giờ... Nếu nói như vậy, là những tên trộm đã vào đây ăn cắp đồ, cũng may sang nhìn đã nhìn thấy. Nè, từ nay mọi người hãy cảnh giác, cẩn thận một chút nha. Dạ, dạ sư phụ. Ý, nè đại sư huynh về rồi hả? Không phải, lúc nãy đi cầu trở về, không thấy người nào hết đó. Trong phòng đại sư huynh có trộm, chúng tôi qua bên đó coi thử mà. Có mất mát cái gì hay không hả? Hình như đã mất đi một miếng ngọc phối gì đó. Ây da, bây giờ nó là công tử lạc mạng, đâu có cái gì quý giá đâu mà ăn cắp. Phải rồi, hãy nói đi, có phải Bích Tả kiếm phổ gì hay không hả?
Tịch tà kiếm phổ. Ây da, em chỉ nói chơi thôi mà. Lâm sư đệ võ công tệ như vậy, phá tà kiếm phổ thì đúng hơn á. À, đại sư huynh à, trời nóng được như vậy, sắp mình làm chi vậy hả? Ờ, sư huynh hơi mệt trong người. Ồ, xảy ra chuyện như vậy không còn buồn ngủ nữa. Ê, hãy ra ngoài uống vài ly đi. Không, muốn nghỉ chút cho khỏe thôi. Được rồi, vậy thì để đi một mình nha. Ây da, cái chuyện quan trọng như vậy chút nữa quên hết đó nha. Ê, hãy nói đi, di ngôn của cha em cho em biết. Nè, để cho đêm dài khỏi lắm mộng nữa. Nghe kỹ nè, cha của em trước khi qua đời đã nói danh ở tại hẻm Hướng Dương Phước Châu của em đó. Ở trong căn nhà tổ, đồ đạc ở trong đó là đồ đạc gia truyền của nhà họ Lâm, hãy bảo quản cho kỹ. Nhưng mà ông ta còn cho biết là ông cố của em tên là Diễn Đồ Công gì đó. Ông ta có gì quấn can dặn là con cháu đừng có dở độc, bằng không thì hậu quả vô cùng khốc liệt. Hãy nhớ cho kỹ nha, để đừng quên đó. Hẻm Hướng Dương, chỗ đó đâu có ai ở chứ. Để còn nhớ hồi nhỏ tới đó, nhưng mà lâu lắm rồi không có tới nữa. Không được dở coi. Không được dở coi gì vậy hả? Tại sao đại sư huynh còn chưa tới vậy? Cha à? Gì vậy? Con thấy mọi người đã mệt hết rồi, hãy nghỉ một chút rồi mới lên đường nha. Cũng được, mọi người nghỉ chút đi. Dạ. Người lúc nào cũng ốm ốm yếu yếu, không uống nước không có được đâu, có biết hay không? Nè, Lục đại hữu, mang nước tới đây. Nè. Uống thêm nước nhờ. Chỉ cần trồng ở dưới đất, mỗi ngày cái nước là được rồi. Sao chị hả? Thật mà, yên tâm đi, vài ba bữa nữa sẽ mọc rễ mà thôi. Cẩn thận, cái tiếng nổ. Cha, con chi từ đất rồi. Bao giờ ngươi mới chịu buông tay đi? Hắn là của ta, chính là người đi giết của ta. Lâm Bình Chi bây giờ là đệ tử của Hoa Sơn ta, nếu như đụng tới hắn, kể như chống đối với Ngũ Nhạc kiếm phái này. Đó là ân oán giữa phái Thanh Thành và Tiêu Cực Phú Hoài, đừng lấy Ngũ Nhạc kiếm phái đè đầu ta. Nhà ngươi đi giết chết vợ chồng Lâm Trấn Nam, còn muốn nói cái gì nữa đây? Lâm Trấn Nam chết rồi à? Đúng vậy, Lâm Bình Chi đi giết chết con trai nhà ngươi, nhưng ngươi đi giết chết cha mẹ hắn, đã giết biết bao nhiêu người của Tiêu Cực Phú Hoài. Quyết Khải thâm thù kia, người tính làm sao đây? Nhạc Bất Quân, đừng giấy giờ làm bộ nữa. Nói cho cùng, ta chỉ càng nhận người lễ lén. Nhạc mẫu ta hành động quang minh lỗi lạc, người muốn nói cái gì cứ việc nói. Công đạo ở trong lòng người. Đừng có nói cho ta biết, nhà ngươi dụng tâm tích lũy làm biết bao nhiêu chuyện, nhận Lâm Bình Chi làm đệ tử, chẳng qua lấy cho bằng được tịch tà kiếm phủ Lâm gia. Nhà ngươi đừng có nói bậy nói bạ, đừng có trách ta ra tay nữa nha. Lâm Bình Chi, đừng có nghĩ gã này có lòng tốt đâu nha. Nói nhà ngươi biết, cái đuôi con cáo này xấu ngay lôi ra. Đi. Chứ đừng hãy. Đừng nóng, đừng nóng. Đừng có chạy. Nè đừng nóng, đừng có chạy. À, trả thù cho chị mẹ của ta. Bình Chi, để ta trả thù mà. Đừng nóng, ta trả thù. Đã là đệ tử qua sơn ta rồi, sư phụ, chuyện đó không để cho hắn đụng tới cộng lông của nhà ngươi đâu. Nghe rõ chưa? Đây là phòng của chúng ta, từ nay em có thể ngủ chung với mọi người ở chỗ này rồi. Cái gì? Không có phòng riêng của mình
Phải muốn chung nhau gì à? Mấy đứa chúng tôi từ thời nhỏ đã ngủ chỗ này rồi, ngủ chưa tới lớn có gì không tốt chứ? Sao đây tiểu sư đệ, không thích ngủ chung với mọi người hay sao đây? Ừ, không phải như vậy. Ây da, giường của chúng ta thì cứng đờ cứng ngắc à, còn Lâm sư đệ người ta nhà cao cửa rộng, ngủ như vậy thiệt thòi cho người ta lắm đó nha. Lục sư huynh đừng nói vậy mà, đệ đã là đệ tử của phái Hoa Sơn rồi, chứ không phải là thiếu tu đâu gì nữa. Từ nay sẽ đồng công cộng phủ với mọi người, và hy vọng võ công của đệ có thể kịp các sư huynh đó. Hey, không thành vấn đề, đừng có lo nha, huynh thấy đệ có vẻ thông minh lắm. Muốn theo kịp tụi tôi cái đó không có khó, nhưng mà muốn bằng tụi tôi khó lắm. Muốn bằng đại sư huynh á chắc đợi kiếm sao đi. Ê Lục đệ hữu, chắc đệ cũng đã uống lộn thuốc rồi, hay để đứt sợi dây nào hả? Nè, tại sao cứ chống đối với Lâm sư đệ vậy? Ai già, nó chờ chút xíu thôi mà. Lâm sư đệ không có ngại chứ. Nè, huynh ngủ chỗ này, đệ ngủ bên cạnh. Ê, còn em chứ? Em hả? Bên nào mát á thì ngủ bên đó đi. Ê, ê Lâm sư đệ đi ngủ đi. Dạ. Mày giết chết cha mẹ ta hả? Nè, Bình Chi, hãy lên khấu bái với lực đại tổ sư. Dạ, sư phụ. Bắt đầu hôm nay, Bình Chi là sư đệ của các người. Các người phải giúp đỡ lẫn nhau, khích lệ lẫn nhau, cùng nhau phát dương kiếm thuật qua sư. Dạ, dạ sư phụ. Sư phụ. Bình Chi, ngày hôm nay con đã vào trong môn phái Hoa Sơn, còn nhất định phải theo ba đại giới luật chính của bản môn. Dạ sư phụ. Xuân Nhi. Sư phụ, con còn nhớ tam giới của Hoa Sơn hay không? Đệ tử sẽ như mãi trong lòng, không dám quên đâu. Ừ, hãy đọc cho tiểu sư đệ nghe. Dạ sư phụ. Thụ giới khi sư diệt tổ, bất tôn huynh trưởng, nhị giới đồng minh tố kỵ, tàn sát lẫn nhau. Nếu như biết được tại sao lại đối xử với tiểu sư đệ như vậy? Sư phụ. Sư phụ, không liên can đến đại sư huynh, chính Lâm sư đệ đã ra tay trước. Thưa sư phụ, cho Lâm sư đệ làm ra đó. Dạ phải. Phải, chúng tôi bị đả thương đó. Không lâu. Lúc nãy sư phụ mới nói, đã là đồng môn, cần phải tương thân tương ái. Tại sao có thể chỉ trích lẫn nhau chứ? Không, sư phụ, đó là lỗi của con. Con có lỗi với quý vị sư huynh đó. Tam giới, làm giàu, phỉ lợi, cấu kết yêu tà. Để tôi biết lỗi rồi, mong sư phụ tha thứ. Tạm thời đứng dậy đi. Lần này con xuống núi đã phạm bao nhiêu giới rồi? Sư huynh à, con hãy nhớ cho kỹ đi. Đệ tử không nên kết giao tà ma ngoại đạo, làm bạn với dâm tặc. Bởi vì sư huynh muốn cứu sư muội Nghi Lâm. Im miệng, không tới phiên con lên tiếng. Mẹ, tại sao lại nói giờ thấy như cô đánh đầu thua đó? Nói đi. Sư phụ, đệ tử biết lỗi rồi, không nên nói bậy nói bạ, đụng vô tôn trưởng, chọc giận định giật sư thái. Còn nữa, không nên ra tay mạnh quá, đã thương Dương Văn Kiệt. Còn nữa, ở tại quận Ngọc Viện cùng hai người con gái ngủ chung với nhau, ra thể thống gì? Sư phụ hãy minh xét, đệ tử lúc đó chỉ ngồi bên cạnh giường thôi, không có làm bậy bạ gì hết mà. Nếu nói như vậy, đối với việc gì nhà ngươi đã làm, nhà ngươi rõ ràng lắm, như vậy biết mà vẫn làm. Sư phụ à, tha cho đại sư huynh đi, tha cho đại sư huynh đi. Chà, đại sư huynh làm như vậy là có nguyên nhân bất đắc dĩ mà. Làm cái gì?
Ta có nói là phạt sư huynh các người hay sao? Tùng Nhi, hãy mau đứng dậy đi. Đa tạ sư phụ mẫu. Tùng Nhi, sư phụ con tuy là nghiêm khắc như vậy, nhưng không phải là không biết lý lẽ. Đứng dậy đi. Ta ơn sư phụ. Con là đại sư huynh, con cần phải làm gương cho các sư đệ. Các người hãy nghe đây, cần phải suy nghĩ lại tất cả những hành động của mình. Ta ơn sự giáo huấn của sư phụ. Tùng Nhi, sư phụ giao bình chi cho con. Ngoài việc dạy kiếm thuật ra, điều sư phụ muốn nhìn thấy phẩm cách nó hơn người. Đệ tử tuân lệnh. Dạ sư phụ, hy vọng đại sư huynh chỉ dạy nhiều thêm. Nè, các người nấu gì vậy? Trà tử muội. Ê tử sư muội, cái này cho muội ăn nè. Cảm ơn. Ê, mang thêm củi đi. Có ngay. Ủa, cả đây làm bánh bao đâu, tại sao không mang vô? Nè, hãy mang vô đi. Nè, các anh quá đáng lắm nhờ, cái gì cũng kêu hắn làm hết. Có phải làm hiếp người ta nữa hay không? Ê, cái đó ăn thua gì chứ, hồi trước em mới tới Hoa Sơn cũng bị các anh chơi như vậy mà. Phải rồi đại sư huynh, cái đó là nguyên tắc mà. Nè, chơi thì chơi, đừng quá đáng. Mới nhờ, mọi người đều là sư huynh đệ. Nè, đại sư huynh, hồi đó đại sư huynh cũng chơi tụi em như vậy, tại sao bây giờ đại sư huynh tốt vậy? Cũng chưa về tình hình chứ. Bây giờ Lâm sư đệ tội cho nó lắm rồi. Phải. Bởi vì Lâm sư đệ đến ở đây chúng ta chọc cho nó vui mà. Xem nè, anh em chúng ta chơi như vậy mới tăng thêm tình cảm chứ. Phải rồi. Lục đại hữu nói đúng lắm. Chịu chơi mới đủ tư cách làm sư đệ của chúng ta. Nè. Lửa gần tắt rồi còn không chịu thổi. Thấy chưa, đã nói được có chơi nữa mà, bị là đáng lắm. Đại hữu đó, nè. Chết. Tôi đây tránh lẹ. Bên kia à. Quay, tập như vậy không có giỏi được đâu. Về phải học thế nào? Học cái chiêu này nè. Đó là cái gì? Chiêu này gọi là mau thủ công. Nè, đừng có khinh thường nữa nha. Những người học võ chúng ta đều cũng phải nhờ vào nó. Ít ra phải đứng cấn cả mùa thu mới học được đó. Tôi lên Hoa Sơn lại thầy học võ. Muốn học được tuyệt học của Hoa Sơn. Để hy vọng sau khi đại học xong, có thể đắc thủ cho cha mẹ. Những người học võ quan trọng nhất là phải có căn bản vững chắc. Bây giờ nóng nảy trong lòng đã phạm đệ nhất đại kỵ rồi. Còn đại kỵ thứ nhì là cái thù hận ở trong lòng sâu sắc quá. Đừng có nói là tuyệt học của Hoa Sơn, những quyền cước tầm thường đi nữa, học cũng không có được đâu. Công thức cái chiêu lúc nãy phải không? Không thành vấn đề, đại sư huynh dạy một chiêu khác nha. Nếu như đứng tấn không được thì ngồi đi. Đừng có lên tiếng. Sư phụ tuyên bố cái chiêu này quan trọng nhất là phải tâm bình khí hòa, tình tư kỳ quá. Các người đối xử với đệ thế nào? Khinh thường ra sao? Ăn hiếp đệ nữa, làm trâu làm ngựa đệ thể chấp nhận, nhưng từ đó không thể chấp nhận được. Cái việc các người không chịu dạy võ công cho tôi. Quay, ai nói không dạy võ công chứ? Phải luyện căn bản trước rồi mới được. Về điểm đó tôi hiểu rõ. Tôi bây giờ không muốn lãng phí thời gian nữa. Tôi phải lập tức trả thù với cha mẹ. Đánh tình nóng nảy như vậy, em bây giờ như thế này tịnh tọa 3 năm mới có thể bắt đầu học kiếm pháp của Hoa Sơn. 3 năm thật là quá đáng, hoàn toàn không muốn dạy võ với tôi. Hey, muốn đánh tôi hả? Vậy tôi tọa thêm 5 năm nữa. Vậy dạy hay là không dạy? Các người làm gì vậy? Sư phụ là một đại sư huynh, phải thiệt tốt với sư đệ. Hai người tại sao lại gây gỗ với nhau vậy? Là thể thống gì? Đệ tử đâu có gây gỗ. Sư phụ, đệ tử tới đây là thầy học võ, chứ không phải tới đây để người ta tìm vui đâu. Con là sư đệ, trưởng ấu bốc quần không nghe dạy dỗ, còn muốn ngụy biện. Đệ tử không dám. Đệ tử tới đây chỉ muốn học võ công thượng thừa thôi, để sớm trả thù cho cha mẹ. Bình Chi,
con phải nhớ kỹ. Kiếm pháp qua sơn đặt căn bản dùng khí, sử dụng kiếm. Chỉ có kiếm chiêu, không có kiếm thế, không có căn bản vững chắc, dù có học 10 năm, 8 năm cũng không thể thành công được. Đại sư huynh của con muốn con tinh tấn và ngồi thiền, đó là dụng tâm lương khổ. Hãy nghe cho kỹ, không luyện xong võ công căn bản thì đừng có hòng thành tài xuống núi. Dạ sư phụ. Bình Chi, con nóng ruột ở trong người, nóng ruột thành tài. Sơn Nhi lại mở lời hống hách, giỡn chơi suốt ngày. Sư phụ phải các người đứng tấn ở dưới nước, trời chưa có tối thì chưa được về. Dạ sư phụ. Sao hả? Mà chưa, sư huynh dạy cho cái nghề ngồi cầu tiêu và ngồi thi công hữu dụng nhiều lắm. Hãy xem đại sư huynh nè, phải thoải mái hơn em nhiều ghê lắm hay không hả? Hả? Wow, tâm tịnh tự nhiên mát, bị phạt nhiều á là quen nhiều liền hà. Các sư huynh đệ bị phạt đều quá vui vẻ ở tại cái chỗ này, dòng nước lặng trôi. Wow, gió mát nhẹ thổi, cá con bơi lội ở dưới sông này. Bình tĩnh ở trong lòng thì còn có thể ngồi dưỡng sức ở tại chỗ này. Thì ghét, phải thấy ghét một chút xíu đó, nhưng mọi người đều thấy rõ đây là một phương pháp giải quyết tốt nhất. Trên có gió mát, dưới có nước chảy, cái gì tới thì tới, cái gì không tới thì cho nó đi, không để ý tới cái gì hết cả. Đừng có nói thêm nữa. Tại sao phản ứng lớn như vậy chứ? Chẳng bị nói chơi thôi mà. Nè, đại sư huynh. Đại sư huynh. Hey, tiểu sư muội, đem cái gì ngạc nhiên tới đây đây? Xem nè. Wow, cá mập ghê chưa? Béo dữ vậy. Wow, mập thiệt. Hey, wow, cá tươi tại Hoa Sơn nè. Hey, tiểu sư đệ tới đây, ăn đi. Không ăn hả, đáng tiếc lắm nha. Phải trời, đứng đó làm cái gì nữa? Nếu như không lên đây, đại sư huynh sẽ ăn hết đó nha. Tiểu sư muội, cá này ngon quá, ở đâu vậy? Lục đại hữu đã bắt ở dưới cuối dòng sông. Bắt cuối dòng sông hả? Đại sư huynh làm gì vậy? Không ngon hả? Nè, cắn đi, cắn nó, cắn nó đi, chạy mau, mau lên, cắn nó, cắn nó đi, cắn nó, cắn nó đi, cắn nó đi, cắn nó, cắn nó, cắn nó, cắn nó đi, mau lên, cắn nó, cắn nó đi, cắn nó, cắn nó, cắn nó, cắn nó đi, cắn nó đi, cắn nó, cắn đi, cắn đi, cắn đi, cắn đi, cái này của đại sư huynh bắt từ người đó. Cắn nó đi, cắn nó, cắn nó đi, cắn nó, cắn nó đi, cắn nó, cắn nó đi, cắn nó đi, cắn nó, cắn nó đi. Ôi ơi, giỏi thật đó. Hey, ngày mai bắt thêm con dế cồ đá với nó nữa. Hay quá. Hey, làm gì bông vậy? Cha. Sư phụ, sư phụ. Tối như vậy, các con làm gì đây? À, sư phụ à, tụi con đang luyện công đó nha. Phải rồi, sư phụ luyện công đó. Cả bọn người luyện công ở trong trời mát. Không phải luyện công đâu sư phụ à. Chúng con đang nghiên cứu võ công đó. Được rồi, đã khuya lắm rồi, đi nghỉ đi. Dạ được. Cha mẹ, để con đưa cha mẹ vào trong. Ừ, được. Nè đại hữu, người làm gì vậy? Sư phụ, Lục đại hữu bị đau bụng, để con giúp giùm nó là được rồi. Không có chuyện là được rồi. Khuya rồi, đi ngủ sớm đi. Dạ sư phụ. Dạ sư phụ. Sư phụ ngủ sớm nha. Ngon lắm phải không? Không ngờ chợ dưới núi này đây lại náo nhiệt tới như vậy. Bây giờ để mới hiểu tại sao ai nấy cũng giờ đi chợ phải không? Thực ra để cho chúng ta xuống núi vui chơi, có gì đâu. Sư phụ chỉ lo là chúng ta tiếp xúc nhiều bên ngoài thôi, để bồn chồn trong lòng. Cho nên trừ khi được sự chấp nhận của sư phụ, bằng không không thể tùy ý vui chơi đâu. À, à Lâm sư đệ, tôi đi còn chút nha, sẽ trở lại ngay. Chào tôi hả? Chúng ta lại gặp nữa rồi, thì chúng tôi đi gặp sư phụ đi.
Mấy ngày không gặp, tự tử là quả nhiên không giống như xưa. Học được vài chiêu, ta không còn là Lâm Bình Chi của ngày xưa nữa. Ngày hôm nay ta định giết chết mọi người để tế dung hồn phụ mẫu. Lâm Bình Chi hãy quỳ xuống. Dừng mẹ mau, đừng để đây, đừng để đó nha. Chạy đừng trốn nha, để lên trốn nha, dọn thêm mau đi. Đừng theo lên, mở lên, bắn mau. Mở lên, mở lên, mở lên, mở lên, bắt đây mà, bắt đây, bắt đây nó bắt tiêu rồi hả? Bên này nè, theo đó. Bắn mau rồi, bên này hả, bên này, qua đây, qua đây nè. Bên kia, nó đâu rồi, qua đây nè. Bắn lên, kìa, bắn lên đi. Sau khi con đi cầu về, không thấy Lâm sư đệ đâu hết. Tìm khắp mọi nơi cũng không có thấy tung tích nữa. Lâm sư đệ không biết có xảy ra chuyện gì không? Sư phụ các con đã nói với Tả Minh Chủ rồi, kêu Dư Thương Hải đừng đụng tới Bình Chi. Sư mẫu tưởng là không sao cho nên mới cho nó xuống núi. Sư mẫu, con nghĩ chắc nó ham chơi quên đường về rồi. Ở dưới núi có nhiều trò chơi, chừng nào hắn mới chịu về. Bình Chi xưa nay làm việc đúng nguyên tắc, nó không bậy bạ gì đâu. Sư mẫu, để tôi nghĩ là để tôi tự xuống núi kiếm nó. Mẹ, con cũng đi. Đi. Sư mẫu, sư mẫu. Sư đệ. Mẫu à, Lâm sư đệ đã về rồi. Wow, thúi còn chết luôn. Nhà cứu cải ở bên địch hả? Ờ, địch thường nào đâu, đâu có thúi tới như vậy. Ờ, Lâm sư đệ kìa. Hả? Quá trời là ngươi hả? Ngươi rất khứng làm cậu hay sao? Sang Nhi, Bình Chi có chuyện gì vậy? Ây da, mẹ à, khỏi cần hỏi nữa, chắc là ham chơi quanh đường về cho nên mới chết cho hầm cầu đó. Quay, sư mẫu nói chuyện với em tại sao bỏ đi hả? Vậy mà mẹ còn khen hắn có nguyên tắc nữa. Thôi đi, cha mẹ nói vừa mới qua đời, có lẽ tâm tình vẫn chưa có ổn định, các con thôi đừng có nói nó nữa. Dạ sư mẫu. Dạ sư mẫu. Đợi cho huynh đi vắng, trở qua sơn này giống hệt như là chết vậy. Nè, sáng cũng luyện, tối cũng luyện. Cũng luyện, tối cũng luyện. Ngươi không mệt à? Ta phải luyện tập bù đắp cho sự yếu kém của ta. Ta cần ngươi giúp. Không phải ngươi rất chăm chỉ luyện tập hay sao? Vì đệ quá kém nên phải luyện tập chăm chỉ để mạnh hơn. Đủ rồi đấy, đây là cơ hội của ngươi nè. Đấu với ta đi. Ở đây à? Đại sư Huynh Ly Giáng không ai luyện kiếm với ta, buồn gần chết. Kiếm thuật của ngươi so với đại sư Huynh còn kém 10.800 dặm. Chờ ngươi đấu với ta là chiếu cố lắm rồi. Vậy để đệ về luyện chiêu căn bản đã. Học cao quá sợ sư phụ trách phạt, lười học căn bản. Dám kể lời sư tỷ hả? Xuất chiêu. Sao ngươi chậm vậy? Đại sư huynh mà là ngươi đã đối 8 chiêu 10 chiêu rồi. Tại ngươi kém quá đó nha. Mà không sao, như vậy có thể tẩy hết mùi hôi thối trên người của ngươi. Mưa à? Sao muội không sao vậy?
chỗ mưa chỗ nắng, bụi bên nắng nên khô ráo đó. Làm gì có chuyện đó. Do đệ luyện kiếm với sư tỷ nên sơ ý bị ngã xuống sông. Mai lại đấu nữa nhé. Dạ. Để đệ đi thay đồ đã. Đây là chiêu tham phong nghinh. Đặc tính của nó là nhanh, bạo, dứt khoát, không cho đối thủ cơ hội nghỉ ngơi. Lục đại hữu luyện tập với Lâm Minh Chi đi. Dạ. Mong Quỳnh chỉ dẫn cho đệ. Đệ chậm quá, nhanh hơn nữa đi. Đệ chậm quá, Quỳnh cũng uống được cốc nước nữa đó. Lục đại hữu, dạy dỗ phải kiên trì. Sao đệ nôn nóng quá vậy? Lâm sư đệ, đệ học chậm, nhưng đệ đã tiến bộ rồi. Quỳnh không cần phải ăn ủi đệ đâu. Đệ biết tư chất mình kém cỏi, nếu cứ thế này không biết bao giờ đệ mới được như các Quỳnh. Để báo thù cho cha mẹ. Quỳnh nói rồi đó, học võ phải kiên trì, nhẫn nại. Đệ cứ bình tĩnh, thế nào cũng học được thôi. Đa tạ nhị sư huynh dạy dỗ. Nhị sư huynh, sao vậy? Đệ vẫn băn khoăn chuyện luyện tập lúc nãy hả? Dạ không. Đệ tới Hoa Sơn một thời gian rồi, đã quen chưa vậy? Dạ rồi ạ. Quỳnh hỏi thừa quá đi mất. Cuộc sống ở đây so sánh được với cuộc sống ở Tiêu Cục Vước Oai chứ. Đệ có nhớ nhà không? Quỳnh biết đệ nóng lòng để trả thù, nhưng đừng làm như vậy. Tịch tà kiếm phổ nhà họ Lâm oai chứng vợ Lâm, muốn trả thù cũng không phải không thể đâu. Không biết do đệ học kém quá hay tịch tà kiếm phổ chỉ là hư danh thôi. Nhưng sao bao nhiêu người đều muốn có nó vậy? Biết đâu khúc mắc là ở chỗ nào đó thì sao? Quỳnh có thể giúp gì cho đệ không? À, ý Quỳnh nói là biết đâu lại không có tịch tà kiếm phổ trên đời này. Cha đệ truyền tịch tà kiếm phổ cho đệ rồi. Cha đệ có để lại di ngôn gì không? Ta có thể giúp đệ được không? Không gì hết. Cha chỉ muốn đệ chăm chỉ luyện tập để trả thù cho ông thôi. Đừng lo. Các huynh đệ sẽ giúp đệ luyện thành thôi. Đa tạ nhị sư huynh. Thôi đệ quay về làm việc tiếp đây. Nếu Bình Trì không kém cỏi như vậy, ta đã không bị nhị sư huynh mắng rồi. Ta thấy hắn tiến bộ nhiều rồi đó. Là đệ không xứng với hắn mới đúng. Nhưng mà 3 tháng rồi mà hắn học mãi vẫn không thành thạo một đường kiếm. Vậy không phải là vô dụng sao? Chúng ta là huynh mà, phải dạy cho đệ ấy chứ. Làm với đệ không được đâu. Huynh không hiểu rồi. Đó là cách của đệ đó. Làm như vậy để kích đệ ấy, rồi đệ ấy sẽ có động lực tập luyện hơn. Cũng đúng, cứ học như bây giờ thì sao trả thù được cho cha mẹ chứ. Nhưng sư mẫu cũng nói hắn có thể trở thành trạng nguyên mà. Làm trạng nguyên hả? Như vậy có thể dễ dàng bắt Dương Tương Hải hơn rồi còn gì. Ờ phải, hợp lý lắm. Lý Bình Trí,
Sao ngươi vô dụng vậy Lâm Bình Chi? Bao giờ ngươi mới báo thù được cho cha mẹ đây? Thôi chết quách cho rồi. Cứ chém cây chém cỏ vậy thì báo thù cho ai được chứ? Kệ ta đi, ta không thèm lo cho ngươi đâu. Chẳng qua đại sư huynh nhắc ta lo cho ngươi thôi. Lúc nào cũng đại sư huynh, đại sư huynh. Hai người cùng phe với nhau hả? Chỉ khinh thường ta thôi. Ta tưởng võ công ta tiến bộ rồi, vậy mà hôm đó gặp tay chân phái Thanh Thành, ta đấu không lại, phải chạy tháo thân. Quá ra hôm đó ngươi chạy về là gặp bọn người Dư Nhân Hạo sao? Thậm chí ta phải nhảy xuống nhà xí để trốn chúng. Với cái võ công bây giờ của ta, không biết bao giờ mới trả thù được cho cha mẹ đây. Có phải vì người thấy võ công không tiến bộ nên mới bực dọc trong lòng không? Ta không biết ta phải làm sao, nhưng càng luyện võ lại càng thấy thụt lùi đi. Cái đó gọi là dục tốc bất đạt. Đại sư Quỳnh nói như vậy đó. Tiếc là giờ Quỳnh ấy bị đẩy lên Tư Quá Nhai. Nếu có Quỳnh ấy chỉ dạy, võ công của người sẽ tiến bộ thần tốc. Trách đệ xui xẻo thôi. Giờ đợi thêm một năm nữa. Không lẽ ngoài cha và đại sư huynh ra không còn ai dạy ngươi được sao? Tỷ đang nói sư mẫu à? Mẹ của ta là nữ trung hào kiệt, nàng dằn nàng giỏ, ngươi nghĩ bà ấy có thể tùy tiện dạy ngươi sao? Vậy để không biết ai cả, xa tận chân trời gần ngay trước mặt. Tỷ hả? Mẹ là nữ trung hào kiệt thì con cũng phải là anh thư nho nhỏ chứ. Hơn nữa ta cũng không ưa Dư Nhân Hạo lắm. Được, ta dạy ngươi vài chiêu, ngươi có thể giết hắn giải tỏa bực dọc. Khinh thường ta hả? Xin tỷ hãy dạy cho đệ đi. Được thôi, nhưng người không được nói cho ai khác đó. Được được, ta xin hứa. Hổ phụng triệu dương này nhìn thì đơn giản, nhưng biến hóa đa đoan, nhiều mảnh khóe. Người phải bỏ tâm học đó. Dạ, đệ sẽ cố gắng học hỏi. Cuối cùng ngươi cũng chịu cười rồi này. May quá. Vậy mà ta lại chẳng tự làm cho mình vui gì cả. Sao vậy? Bởi vì chậu hoa này chẳng chịu nảy mầm gì cả. Chẳng phải tỷ nói dục tốc bất đạt sao? Con người là thế đấy, chỉ nói được cho người khác chứ không biết nói cho mình. Để nhớ rồi, ngày trước ở Phước Châu, để thấy người ta bỏ rượu lên trên mặt đất. Nghe nói trong bã rượu có nhiều chất dinh dưỡng. Bã rượu à? Đất đai hút chất dinh dưỡng, cây sẽ mọc tốt hơn. Nên tỷ thử làm như vậy đi. Này, hay ta dạy ngươi võ, ngươi trồng qua giúp ta. Không ai nợ ai. Nhưng mà nếu mà không nợ, ta sẽ trách tội ngươi đó. Nhớ lấy nha. Yeah.
Sư tỷ, sư tỷ tới thật đúng lúc. Trời trở gió rồi, trên tường quá nhà chắc bắt đầu có tuyết rồi. Chắc là như vậy. Sư tỷ, lúc nãy để tập luyện hủ phụng triều dương mà không suôn sẻ lắm. Ta nói với người rồi mà, nhìn có vẻ đơn giản mà công lực rất mạnh, nên phải luyện từng bước đó. Dạ tỷ. Vậy tỷ luyện cùng đệ đi, thì tỷ sẽ sửa được lỗi sai cho đệ luôn. Vậy người phiền phức thật đó. Thôi được rồi, ta chỉ người, nhìn kỹ nha. Sư tỷ, tỷ đến nhanh quá, để không nhìn thấy chiêu thức của tỷ được. Người kém cỏi như vậy, đòi trả thù cái gì chứ? Không phải lỗi của ta, do người chậm thôi. Dạ, đệ biết, đệ kém. Nhưng tỷ nhận lời dạy đệ, phải có chút thành ý chứ. Lại dám dạy đời ta nữa hả? Ta lo người không trả thù được cho cha mẹ, nên mới dạy ngươi thôi. Biết trước vậy, ta để cho người của phái Thanh Thành giết quách ngươi cho rồi. Gì cơ? Để biết tỷ không được gặp đại sư huynh nên bức trước, nhưng đừng có đổ lên người đệ như vậy. Lần này thì không được đâu. Ngươi nói cái gì? Đã nói sư tỷ thật ích kỷ. Tỷ chỉ quan tâm bản thân mình thôi. Chẳng trách sư phụ không cho tỷ đi gặp đại sư huynh. Ai cũng nhường tỷ, nhưng Lâm Bình Chi ta không có nhường đâu. Lâm Bình Chi, đại sư huynh đi vắng, cha mẹ ăn hiếp ta, ngay cả Lâm Bình Chi người cũng ăn hiếp ta nữa. Đại sư huynh, muội nhớ huynh quá. Nếu có huynh ở đây, huynh sẽ giải quyết cho muội. Sư muội, ai bắt nạt muội vậy? Cái tên ngốc Lâm Bình Chi đó. Sao hắn dám ăn hiếp muội? Để huynh cho hắn một bài học. Không cần đâu. Sao vậy? Huynh mau mang cơm cho đại sư huynh đi, đừng để huynh ấy đói. Đừng lo, mẹ huynh sẽ cho hắn bài học thay muội. Đại hữu, lúc gặp đại sư huynh nhớ nói huynh ấy phải đòi lại công bằng cho muội lúc hạ sang nhé. Thôi đừng nói nữa, không muội lại khóc mất. Sao muội không tự lên đó báo cáo với đại sư huynh đi? Muội không muốn lên núi gặp đại sư huynh sao? Cơ hội đến rồi đây, muội còn không mau đi đi. Huynh cho muội đi hả? Nhưng cha mẹ không đồng ý đâu. Sư phụ sư mẫu đi Hằng Sơn họp rồi. Thì sao chứ? Vị huynh thay trưởng môn, huynh ấy không cho muội đi đâu. Ai bảo muội nói cho huynh ấy biết? Muội cứ lén lút đi rồi về thì ai biết được chứ? Huynh nghĩ hay lắm. Chính lúc đó muội sẽ nói cho huynh ấy biết rằng tên ngốc Lâm Bình Chi ăn hiếp muội. Huynh ấy sẽ cho hắn một bài học. Này, áo giờ sư mẫu may, muội mang lên cho huynh ấy đi. Được trơn lắm, muội cẩn thận nha. Còn nữa, đừng ở muộn quá. Muội biết rồi. Cha hồi còn sống, nói mình là Tiêu Bất Nhẫn, tức loạn đại cuộc. Nếu chút nhục nhã này không nhìn được, thì làm sao có thể trả thù cho cha mẹ được? Làm sao trấn hưng lại Tiêu Cục Phước Oai đây? Sư tỷ, mở cửa đi sư tỷ. Để Bình Chi đây. Sư tỷ. Sư tỷ, cây hoa để chăm sóc nảy mầm rồi này. Sư tỷ.